But now you're stuck. See, this one is giving baby. Wow. Congrats. Wow. It's not up to this. It's not up to 5 months I planted this place. In my farm, any longer. Yeah. You know what? I'm happy because now we are already in dry season. You know. So the work of removing grass will stop. For the moment, but another work there is that will be watering the farm. That is another work there, but it's better than killing the grass, removing the grass, because I pity for them. Let's go hand there. Hey, wow, how many times the grasses have attended meeting over me. You know, they have planned many things to do to stop me. You know, they complain that I cut them so much, that whenever I enter the bush, I deal with them so much. You know, so they planned that they will stop me from entering the bush. Ha 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 ha. But they don't know me, Mexico. They don't know I am qualified to even enter the forest and kill the forest. They send the touch and die. Touch and die, very wicked plant. They send it. Let me look for it here and show you the touch and die. They don't know me. Yeah. With his senior brother. There are two types. This one is the small one. They have, you see their body? When I entered into the bush, next thing I saw is that this one hold my clothes, the other one hold my shirts. But with the heavy mind I have, I draw my hand up. I wouldn't mind if they would tear my hand apart. Some of their teeth pinned on my hand. I dragged it up. I lifted my hand and took my knife from my head. You know what happiness? Ha ha. Ha ha ha. I laugh at them. Ha 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 ha. I look at my hand. The blood was coming out because of their teeth. The teeth. Ha ha ha. I tell them that I, Mexico, is the king of the forest. And the bush, you should bow down. You know? So I started cutting them. Sham, 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 boom, boom, sham, 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 sham. Morning. You know, go and say abacha today. Okay, bye bye. Anh Hùng Lương Sơn báo quá báo. Chém rớt cái điện thoại bể màn hình rồi. Cũng may là có mấy bùn chuối, giờ đúng chuối bù vô đặng mẹ nhím đi thay cái màn hình điện thoại. Không là cho nhịn đói cả tuần luôn. The outside have to bore already. No support. Sau khi thành công cái vụ chặt cái bùn chuối già hôm bữa theo cách của anh Vinh đó, bữa nay ông Cạp ông tự tin dữ lắm. Ta nói gặp ai cũng khoe ngang. Có khán giả nào mà nhím cũng quên tên rồi. Suối mẹ nhím là nói ổng chặt theo chiều dọc quá chứ đừng chặt ngang thân chuối. Mẹ nhím nói ổng, thành ra bữa nay ổng áp dụng kết hợp luôn. Rồi. Yeah.
độ, cây mãng cầu cánh cùng lưng. Ông Phi Gồ ảo tưởng sức mạnh, tính là tay không chụp chuối đó, mà cũng hên là có cây mãng cầu nó gánh phụ. Đây là một trong những bùn chuối bự nhất trong vườn mà mẹ Nhiếm từng thấy luôn á. Cũng may là mình chặt dọc thân cây á, nó không có ngã nhanh. Mà gặp ông Phi Gồ ổng cơ bắp lực lưỡng nữa, thành ra đỡ cái một luôn. Cây mãng cầu cũng hứng đòn vụ. Chuối này là chuối trái quạ nha mọi người, chứ không phải là chuối già. À, hôm bữa có khán giả thắc mắc sao mà ít trái quá đó. Như vậy là nhiều trái rồi đó. Theo như mẹ Nhiếm biết là ở Việt Nam mình, chuối trái quạ này là chỉ có một hai nải thôi. Cái bùa này thì nhỏ hơn, cái cây nó có chút xíu, ổng giật giật cái là nó ngã xuống liền. Anh, for back the half one. For back the half one. On top that. This one a banana? Yeah, banana. Are you sure banana or plantain? But it's banana, but it's not. Sự tích khu vườn nhỏ bên trong này cũng cảm lạnh lắm. Ta nói hồi đợt mà ổng suy sụp tinh thần sau cái coronavirus khủng hoảng kinh tế á, ổng không có làm ăn gì trơn, suốt ngày nhậu không. Mình thì đi may về mệt mà thấy khu vườn cỏ không mình cũng tiếc. Thế là mẹ Nhiếm làm cỏ được tới đâu là lụi cây chuối xuống tới đó. Trồng kiểu như là tùy sức khỏe vậy đó. Thành ra là nó không có được chỉnh chu. Sau bắt đầu có thu hoạch, ổng thấy ổng cũng ham, cái mình cũng động viên đồ này kia. Xong bắt đầu ổng thiết kế lại, ổng mới xin mấy cái giống cải tiến đồ này kia về ổng trồng. À, bây giờ mình nhìn nó tạp nham lộn xộn vậy là do cái tàn tích của mẹ Nhiếm. Hồi trước mẹ Nhiếm làm á, thì mình phải đợi thu hoạch từ từ hết mấy cái đợt mà mẹ Nhiếm lụi mấy cái chuối đó đó. Rồi ổng sẽ thiết kế lại, ổng ghim lại những cây mới sẽ theo hàng lối đồ đàng hoàng. Mamu, that's one never okay. Okay. You never okay, right? Maybe you go together with this one. It will go with other one. And cut that one for me, eat now. That small one there. That one found out already. That's your small plantain. Bữa nay tính là chặt 5-6 buồng lận, nhưng mà lão Phật gia không được vui. Tại ý của mẹ là mẹ muốn ông Cạp là để mẹ đem ra chợ bán. Mà ông Cạp thì ông tính theo hướng vĩ mô, tại vì ông trồng nhiều quá rồi đó. Bây giờ nếu mà mình thu hoạch làm thương lái ta tới tận rẫy ta mua thì nó tiện hơn. Với lại cái bác này dạo này bác ấy không có còn ép giá nữa, mua cũng xê xích với chợ tầm 500-300 thôi. Thì nếu mình tính là tiền xe, xăng, công, chở đi, thời gian rồi này nọ, thì thương lái vô mua thì nó ổn hơn. Chưa kể là ổng sốt ruột, lão Phật gia kiểu như lớn tuổi rồi đó, ổng không có muốn mẹ là phải xen vô công việc của ổng, phải vất vả rồi này kia để tự ổng làm. And maybe you carry the bamboo, go support the one day there. You need phone now. Mấy cái cây chuối mà mẹ Nhiếm trồng lúc trước không có chọn giống, có cái loại giống địa phương nó có mấy nải như thế này, nhưng mà cái ruột của nó rất là thơm, rất là ngọt hen, thì ổng chặt để dành ở nhà ăn. That one need support also, anh. That's one. Half three now need support. You need support that plantain. The outside also, outside half two. Mamu, check if this one okay. Okay, only the tail. Yeah, it's a cow.
Vơ máy quay cái mình thấy nó nhỏ bớt rồi đó, chứ uống ngoài bự chập bá luôn á mọi người. Cái này một trái là đảm bảo là mình nhím sẽ ăn không hết luôn. Mình đo một gang tay là còn hụt một khúc luôn á. Chuối mà bự mà để già rồi như thế này nè, lão ngoài chợ người ta giật trên tay luôn á. Cho nên là lão Phật gia không có muốn bán ở trong rẫy, muốn đem ra chợ vừa được giá mà vừa để tự hào, hiểu không? Khoe, ừ con trai tôi có rẫy chuối bự rồi vậy đó. Anh small small đã giờ bắt anh giao lấy nè và coi vợ quê u. Anh đâu hề u à? Anh Phi gọi là mặc dù là làm ở bên cái nhà bự chảng bên kia bữa mày miếng quay phim đó, nhưng mà cũng tranh thủ phụ bên này để làm cửa với đóng la phong đồ cho cái lớp dạy nghề miễn phí đó. Kiểu anh Phi gồ là làm là kiểu không công thôi hen, rảnh lúc nào là phụ lúc đó chứ không có lấy tiền. Thì mình có đồ ăn nấu nướng rồi này kia thì mình đãi vậy thôi. Được cái trong mấy cái người lính trong đội bảo vệ của ông Cạp á, là mày nhìn thấy là có ông Non Xô với ông Phi gồ này là nhiệt tình mà thật thà, nói chung là biết cách cư xử nhất, luôn luôn là kề vai sát cánh với ông Cạp, có những cái phi vụ nguy hiểm đồ này kia là không có sợ. I dare you, did auntie even fear to talk rice? Hôm bữa mẹ qua mẹ thấy bán bùn chuối già, mẹ nói là khi nào bán chuối trái quà là để mẹ tự đem ra chợ mẹ bán. Cho nên là bữa nay làm cái bát này tới ngang xương như thế này thì mẹ không có được vui. Cho nên nhìn cái mặt là không có muốn, không có cảm tình. Nhưng mà ông Cạp ông nghĩ kỹ lại ra thì mình bán 2-3 bùn chuối mà mình chở nguyên một chuyến xe đi ra chợ, tiền xăng không cũng 2.000. Mà nếu mà để mẹ tự xách đi xe kè kè thì cực. Cái bùn chuối này nặng lắm chứ đâu có nhẹ đâu, rồi xách tới xách lui rồi này kia cũng có không có nhiều. Thành ra là ông mới tính bán cho mối luôn. Mà mẹ thì mẹ không có nghĩ vậy. Ya, nak kuih five. Dia je kuih.
Thật sự là cái buồn chuối lớn này là nó chín rồi, nó bị nứt hết một trái rồi, chim ăn rồi. Thành ra là hồi hôm qua là ông Cạp đáng lẽ ông chặt, nhưng mà do đi mua cái máy bơm đó thì bác ổng gọi bác này tới, nhưng mà mình không có nhà thì hôm nay bác ấy tới đó. Thì hôm nay là đụng qua lão Phật gia vừa qua luôn, thì mẹ nói là kiểu như là phỏng tay trên của mẹ đã kêu là đem ra chợ bán đó. Thì thành ra là cái tâm ý của mẹ là không muốn bán, cho nên mẹ kêu là cái buồn chuối lớn là 10.000, buồn chuối nhỏ là 5.000. Theo như mẹ Nhiếm biết thì không có cái giá nào ở chợ mà bán được ở đó hết. Cái buồn chuối trung bình hôm bữa giờ thầy Mo bán là 3.000 mấy 4.000 đó, thì cái buồn chuối chà bá lửa này tầm cao lắm là 6.000 mấy 7.000 thôi. Thì trừ hao vô cái tiền công sức trả tiền xe, bây giờ xăng đang mắc nữa, để mà chở ra chợ, chở tới chở lui ra, thì cái ông này mua cái giá này là được rồi. Nhưng mà kiểu mẹ không muốn bán, cho nên là mẹ cứ nói ngang ngang gì đó. Mặc dù trong bụng của mẹ Nhiếm rất muốn bán hai buồn chuối cho bác này với giá 9.000 đó, nhưng mà kiểu như là mình phải nể mặt lão Phật gia thì mình chỉ quay phim thôi chứ mình không dám xía vô. Nói chung cái tính mẹ Nhiếm là như vậy đó, mẹ Nhiếm không có thích xía vô hay là nêu ý kiến ý cò nhiều quá. Dù sao thì lão Phật gia cũng mẹ của ông Cạp, cũng đâu có muốn cái điều gì xấu cho con đâu, đúng không? Với lại còn phần của ông Cạp nữa, ông về mà ông muốn bán hay ông muốn này kia nữa thì cái đó có quyền của ông. Chứ nhiều khi mình nhảy vô họng có khi lại mang họa vô bản thân mình, mà còn mất cảm tình với gia đình bên chồng nữa. What's it that I got? From your farm. Dodo, that kid is a little bit of a fire you saw. Leave the okra now, let me go. I'll leave it. There is some vegetable. I keep this side. I throw this side. Okay. Son, Dodo. Go and drop this in the kitchen. And mommy will cook it. Just I will go give the woman the plantain. Which plantain? That one, Mama will refuse to sell for. That okay. And Mama will hang you. I tell her I will bring the plantain. Tại đó coi mà mua ăn gì? À, bây giờ mà mua ăn gì mà mày có sao mà mua ăn gì? À, mua cái gì bay chu chi? Để làm bài mà mua. Làm bài old woman's like to gain everything. You know, but you see somebody suffer from some come to this place. You know? Even the money she price my more. If I'm the one sell, I'm not sell up to that. But you see how when she bribe with Mamu, she shame. Yeah, two of them don't want to talk. They know themselves. Mamu keep quiet. They wait for her. She's chicken dancing around the bush. How she go take the corn?
Mama just keep quiet. They brushed it. I video Mama first time when she come alone. She don't know. Okay. She was telling Figo that, hi, this plantain too big. Go say if you leave us now, we'll call a woman and sell it and give her and dash it for her. And she will give us any amount. Say that she have warned us that we should not be selling that, calling the woman to buy because she's not buying the rare amount they are selling. So she don't know I was videoing her. And me, I was there. I was laughing. She don't know we already called the woman to come. Just that she forced the woman to arrive, you know. I said today, I will see what will happen today. But have you think very well? Have you think very well about that? Though? I don't have to think. Now it's my customer. Now, Mama, I will only tell Mama, calm down. Now. Okay. Now. I call her to come and buy, and you pursue her for me. Okay. Now. My dear. Who is that? Can we be now? Be now, Bani Acho. How can I open it? Oh, now we are going to be now, Bani. Nebuka, I'm gonna tell him why he come somebody house this night. And how him can? Okay, okay, Ebuka. Ebuka, your boy now. Your brother, our brother. How auntie? Yeah, Mamu, last daughter. The son, the first son, when the year old. Tự nhiên nửa đêm nửa hôm có trai tới kiếm là mình cũng hết hồn. Có đứa cũng thay đổi sắc mặt liền. Trời ông ghen dữ dội lắm. Em nói hả, hôm qua công chiếu mà em phải kể cho Mr. Trần nghe cái vụ ông bán gạo á. Ông thành ra ta nói ở nhà hen là mẹ nhím nhức nhức, không có dám giấu ổng, không có dám dối ổng. Cái gì cũng phải công khai, cái gì cũng phải minh bạch. Cái gì plantain? Vỡ lẽ ra mới cười dữ vậy á. Ủa mà giờ lão Phật gia gửi ông nội này qua đây lấy chuối, rồi ông cạp chuẩn bị đem chuối cho bà kia, rồi giờ tiếng thói lưỡng nan biết tính sao giờ. So how you gonna do this? I'm so tired now. Yeah, when you were a man, I'm not going to be able to go to plantain. Obviously, I'll touch one. Okay. You carry the small one, go inside. You carry the small one, go inside. Rồi bây giờ nghịch tử chở theo nghịch tử con thêm buồn chuối qua cho bà kia. Mặc kệ lão Phật gia ngày mai chắc có chiến tranh dữ dội. Cảm ơn nhà mình đã quan tâm theo dõi. Cơ kiến đóng góp để lại bình luận bên dưới. Nếu thích thấy hay cho mẹ nhí một like, một share, một đăng ký nghe. Nhớ đón xem tập tiếp theo coi lão Phật gia thái độ như thế nào.